Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay đặc biệt là Minh đem đến cho anh em chiếc CB150R. Thì con này có lên đồ chơi rất là nhiều, đồ chơi rất là xịn sò mà giá chỉ có 70 mấy triệu thôi. Biển số Bình Dương nha anh em nào mua thì liên hệ trực tiếp cho Minh nhanh nha. Rồi bây giờ Minh sẽ cho anh em xem xe trước, rồi Minh sẽ vô review từng chi tiết cái con xe này cho anh em biết nha. Đặc biệt là cái bô rất là xịn sò. Rồi, tại vì Minh hơi bận nên quay hơi tối ha. Clip chắc lẽ chắc sẽ nó không đẹp bằng những clip trước. Thì bây giờ đây Minh sẽ vô giới thiệu cái bô trước cho anh em. Đây là lên bô chính hãng luôn. Mà đặc biệt nha, anh em nào mua xe này á, chủ xe có tặng những món quà rất là đặc biệt. Ví dụ những món quà để bảo vệ xe á, có như là chủ xe có tặng lọc gió đồ này nọ cho anh em nha. Đó, quà chủ xe tặng cho anh em. Rồi điều thứ hai là Minh cảm ơn anh em đã đem đến cho Minh những chiếc xe đẹp như vậy. Đó, anh em đã bán cho xe cho Minh mà còn có tình nghĩa thôi, nói chung là rất là vui, anh em bán xe rất là vui ha. Rồi thì bây giờ mình không nói nhiều nữa, quay vô cây bô. Qua đây đây là cây bô Yoshimura đúc gầm dành riêng cho con CB150R đó. Đây là gọi bô chính hãng thì nó sẽ có giấy tờ như vậy đó. Anh em chơi polo là rất là nguy hiểm ha. Còn đây là bô chính hãng, nó sẽ có đầy đủ giấy tờ. Lúc đầu mình nhìn á mình ấy, nhưng mà anh chủ xe đưa ra là ảnh lên bô chính hãng nè đó. Yoshimura bô còn luôn nha anh em. Lên bô này thì anh em không có sợ bị hộp hay là gì hết, tại nó thiết kế dành riêng cho con xe này rồi, chứ không phải là anh em mua bô lô ở ngoài gắn vô nha. Nó thiết kế dành riêng cho cái xe này đó. Bô zin vẫn còn nha anh em. Đây đó, quay cho anh em xem. Rất là cảm ơn anh em đã để lại cho mình một chiếc xe cực đẹp luôn. Rồi bây giờ còn chần chờ nữa mình nghe tiếng bô. Thì con này ABS trước sau anh em biết rồi. Thầy Minh có rất là nhiều về con này, nhiều clip về con này. Đó, bô chính hãng nghe trầm ấm. Đó, chỉ cần nghe vậy thôi đó. Rồi tiếp theo là con này có lên một cái cặp kính rất là dễ thương nè. Đó, đây gọi là cặp kính gù, loại xịn, nó rất là chắc chắn nha anh em. Chủ xe chơi xe rất là ok, rất là gọi là chất. Rồi tiếp theo là cặp chở sáng. Mình sẽ có clip quay cho anh em xem vào ban đêm nó sáng như thế nào. Đây là ban ngày. Rồi lộn, cái công tắc chở sáng, công tắc chở sáng đây, thấy chưa. Rồi mình sẽ chèn một cái clip ban đêm vào cho anh em để anh em xem. Cặp đèn led tool rất là xịn luôn, đồ xịn không đó anh em. Đồ chơi là chủ xe muốn để lại cho anh em chơi hết, muốn để lại hết cho anh em chơi. Đây thì đây là clip ban đêm mình test cái cặp đèn chở sáng này cho anh em xem nè nha. Đó, mở đèn lên em, rất là sáng. Mở lên luôn mở lên luôn. Ừ đó, rất là sáng, thấy không anh em. Ở đây là có đèn sáng rồi, mà anh em đi trong đêm á, anh em đi trong đêm tối á là có nghĩa là nó sẽ sáng hơn, cực kỳ sáng. Rồi giờ em tắt đi. Đó, thấy chưa? Ở đây là cái ánh đèn vàng đó mà sáng xa lắm luôn á. Sáng chắc cỡ hơn 20 mét ha. Sáng. Sáng. Rất là ok đó. Đâu? Để quay phía trước. Quay phía trước. Đó, rất là sáng luôn đó, anh em thấy độ sáng của nó không? Cực kỳ sáng luôn. Rồi thôi nha, test như đây thôi. Rồi ok anh em. Cho anh em chơi. Rồi một cái đặc biệt nữa luôn. Con xe không một vết chày.
nói với anh em là không có một vết chày luôn. Đây, quay cận cho anh em xem nè, cận cho anh em xem nè, cái bình xăng nó bóng không một vết chày giống như trong hãng dắt ra vậy đó. Mà giá nó quá hợp lý, con này ABS trước sau luôn nha, tiết kiệm nhiên liệu. Biển số 61 Bình Dương, anh em ở Bình Dương là anh em mua là nó sẽ tiết kiệm chi phí ra tên, hoặc là anh em muốn ủy quyền vẫn được. Con này là xe chính chủ, ủy quyền vẫn được nha anh em, ủy quyền đi là thoải mái, khỏi cần ra giấy, có xe đi liền. Rồi tiếp theo là có lên bảo vệ chân chống nè. Em thấy chưa, bảo vệ chân chống rất là ok. Thì con xe này sẽ phù hợp với những người 1m65, 1m7 là ngồi rất là ok đó. Như mình 1m7 là ngồi vừa đủ luôn, vừa đủ chân. Đồ chơi rất là chắc chắn. Anh em á, anh em lên kính gù mà anh em lên loại thường á là rất là dễ rớt, rất là mau hư. Khi mà anh em lên loại mà cảm thấy mà ok á thì anh em chơi nó rất là lâu dài. Trời cũng khá tối rồi cho nên mình sẽ nói nhanh cho anh em ha, để anh em alo mình liền đó. Rồi cái gì để nói anh em là yên yên thì khỏi nói rồi, nó mới tin luôn anh em. Em quay gần lên cho anh em mới thấy những cái độ mà mới ken cái con xe này, không một vết chày luôn. Phải nói là với anh em mà không một vết chày là anh em hiểu rồi. Xe cũ mà mua như đập thùng rồi đó. Con này là chủ trước mua mới là 115 triệu, mà lên đồ chơi thôi thôi ơi, lên đồ chơi thôi sắp xỉ gần cả 150 rồi đó. Cỡ đó mà giờ bán á, chỉ có 70 mấy triệu thôi. Không thể fix được đâu cho anh em đâu nha. Thì trong vòng 150 con này có upside down của Showa. Showa là chung với lại cái dòng CBR 250RR đó anh em. Còn đèn led này thì khỏi bàn đi. Đèn led này thì đi ban đêm thì cũng rất là ok, nhưng mà nó có cặp trời sáng thì thôi là anh em là thần đèn luôn. Thần đèn đó, mình rất thích cái bô này. Lên bô vậy mới là lên nè. Lên bô vậy nó sẽ không ảnh hưởng tới máy móc, nó không ảnh hưởng tới xe. Chiếc xe của anh em nó vẫn luôn. Trong đây có rất là nhiều sách giấy hướng dẫn luôn. Đó, anh em nhiều anh em thắc mắc là chơi xe chính hãng thì bô giấy tờ nó làm sao đó, thì đây là giấy tờ nè. Nó có cách hướng dẫn anh em chạy luôn. Rồi hướng dẫn lắp rành riêng cho cái con xe CB150R này. Đó. Rồi vậy thôi ha, mình không đi sâu vào cái này cho anh em biết. Anh em nào mua thì liên hệ cho mình liền. Rồi phải nói sao ta, rồi mình sẽ mấy cái này anh em đọc sau đi, để giờ không có thời gian nữa. Đó, thì chủ xe có những món quà để tặng cho anh em chơi xe, những món quà mà chủ xe mua để bảo trì xe á. Đó, xe tặng cho anh em. Anh em về chơi con này là quá tuyệt vời luôn, quá rẻ, quá tuyệt vời luôn rồi. Mà ngon nữa, xe không một vết chày, phải khâm phục. Bạn nó giữ xe rất là ok. Lên bộ nhông sên vàng nè, cho nó nhẹ xe nè, cho nó bền nè. Thấy không, không một vết chày luôn á hơn. Không một vết chày trên xe luôn. Rồi thôi ha, mình kết thúc clip ở đây. Anh em nào muốn xem xe trực tiếp thì anh em liên hệ số điện thoại 0916640653, hoặc là đến địa chỉ trực tiếp 25 lô C, gõ Google nha, 25 lô C Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6. Ok anh em.